Xin chào. Xin giới thiệu các bạn trận đấu sắp diễn ra kèo 2-2 chi pháo sân dài 12m. Bên đây Sang và Thái chơi mới An Giang. Bên kia kết hợp giữa Hensi và Ri Thấp 10. Hôm nay là sự trở lại của Ri Thấp 10 sau một thời gian dài vắng bóng. Có thể là nguyên do là cưới vợ động phòng qua chút cho nên là vắng bóng một thời gian. Hôm nay trở lại sân cát giao lưu cùng tất cả các anh em. Bên đây là Sang và Thái, các bạn đứng sân dài 12m ghi pháo, bên kia là Hensi và ghi thấp 10. Điểm dưới ghi 1-0. Rồi. Tạm phát cho. Điểm về là An Giang các bạn. Điểm cho An Giang một điều. Bên kia Đồng Tháp, bên đây là An Giang. Tiếp tục nâng điểm số cho Đồng Tháp 2-1. Hay. Hay quá Thái ơi. Ngoài rồi. Tiếp tục nâng số dòng tháp 3-1. Và giờ bóng quá khó chịu của Ghi. Đẳng cấp của Ghi vẫn còn lưu giữ. Điểm trận gian 24. Tiếp tục là pha chạy bóng quá đẳng cấp của Ghi nâng điểm số cho Đồng Tháp 5-2. Hai bên đổi sân. Chưa mới 5-2 mà những pha giao bóng sấm sét thần thánh và những pha lucky dẻo nhẹo của Ghi đã trở lại sân bóng. Điểm 5-2 cho Ghi thấp 10. Mới vừa khen là ra cái bóng ra ngoài luôn. Quay. 6-3. Bóng tốt. 7-3 cho Đồng Tháp. Ôi trời, ngoài quá xa rồi. 4-7 cho An Giang.
Vô. Chạy đằng qua quay. Vô. Hay. Tốt. Ngoài chạy bóng quá đẹp của Sang. Điểm Giang Giang 5-7. Vô. Yo. Bóng tốt. 8-5 cho Đồng Tháp. Sâu lắm mà. Quả bảnh rồi. Qua coi chi. Cắn dây. Phán. Cắn dây. Phút giữ cắn dây rồi thôi. Rồi trong tài xử bóng trong điểm cho Đồng Tháp 8-5. Vô. Hay quá anh chị ơi. Bóng ngoài 6-8 cho anh Giang. Cái pha bóng đó là ghi ngay chân anh Thiên đó, nữa cắt lên tới tốt cho bóng đó đó nè, nữa nè đó. Chín sáu cho anh Giang. Vì nãy giờ nó phá bốn trái rồi đó, làm lăng tăng quá. Ừ, mới trở lại sân cỏ cho nên hơi lúng túng. Bảy chín cho anh Giang. Bóng quay kết thúc bờ sẽ đấu ghi và anh Chi đã chiến thắng được Sang và Thái. Được rồi.